Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về người tu ăn thịt cá có được không thì nói chung là đây là hả sự mà gọi là tranh cãi rất là nhiều về vấn đề mà gọi là ăn mặn ăn chay đối với người tu cho nên hôm nay trước già chia sẻ rồi các bạn hả nghĩ rằng là người tu mà ăn thịt cá có được hay không nói rằng là ăn thịt cá là độ cho cũng như cái con vật đó đúng không các bạn cái này đúng không sai người tu ăn thịt cá là độ cho con vật đó thì cái này độ đúng chứ không phải là sai nhưng mà người tu hành á các bạn có biết rằng chính mình chưa độ được mình mình còn khổ đau trên trần gian mình còn vô những cái dòng lao lý như thế này rồi mình độ được ai mình không có độ được ai hết á chứ không phải là ăn thịt cá mà không cũng như là các bạn sẽ nói rằng là độ được mình ăn vô là mình độ được vậy giờ các bạn ăn vô đi rồi các bạn có độ được không đúng không các bạn nhưng mà tại sao mà hãy những người nào mà người ta ăn vô mà người ta độ được tức là người ta có thần thông biến hóa người ta có phép màu rồi người ta đã đắc đạo rồi thì lúc này á coi như người ta độ được cái con vật đó còn nhưng mình như thế này cái bản thân của mình nó cái xác phàm này mình chưa có độ được nay mình bệnh tật mai mình ốm đau rồi mình bị tai nạn mình bị coi như tất cả những gì cái thân mình coi như chưa có yên rồi làm sao mà cái con động vật đó mà mình độ được đúng không các bạn tức là mình phải độ mình trước rồi mình mới độ cái con vật đó sao thì người tu hành á ăn thịt cá mà hả giống như là ví dụ như các bạn nói rằng là nếu như trong gia đình nấu ăn hen nấu ăn mà giờ coi như lỡ cứ còn dư hoài vậy đó còn dư hoài rồi các bạn nói rằng là làm sao đổ bỏ hay làm sao cái này tiếng già không bao giờ dám suối các bạn nói rằng là đổ bỏ tức là đổ bỏ thức ăn là coi như tiết già lãnh cái tội này rồi lãnh cái tội lỗi coi như là mình phí cái của trần cho nên Tiết già nói rằng các bạn tùy duyên nha các bạn cái này không thể nào nói được nhưng mà mình phải à, gói ghém và mình khôn khéo mình làm sao mà hả mình đừng bao giờ bỏ thức ăn mình nấu vừa đủ thôi cho cái người ăn mặn hoặc là mình hả phải coi như tu cứng cỏi lên mình ăn chai trường lên để cho cái người trong gia đình bên cạnh mình người ta cũng phải ăn cùng cái thức ăn với mình một ngày làm không được thì nhiều ngày ai mà về nhà tiếp già là dứt khoát phải ăn chay đi đâu ăn mặn thì ăn mà làm gì làm không có cho mình thấy cái đó là mình không biết còn nếu như mà hả đã trở về cái ngôi da của tiết già rồi những cái người con của tiết già là dứt khoát coi như là tiết già nấu nướng ăn cái gì là phải ăn theo cái đó còn nếu như mà lén lút ăn uống à, thức ăn mặn thì tự ăn tự xử tự đổ cái người ăn mặn đó người ta tự xử tự đổ người ta tự làm gì kệ người ta bởi vì sao chính bản thân của mình mình tu chưa có đắc đạo mình chưa có độ được mình làm sao mình độ được ai mình lo cái thân mình đi đó còn ví dụ như những em nhỏ thì nếu như những em nhỏ nào mà ở chung một gia đình ăn chai trường từ nhỏ tới lớn thì cái này nó dễ mà hả ví dụ như những cái em nhỏ như cháu ngoại cháu nội mình đi ha mà nếu như ở xa về thì những em đó nếu như mình sống chung với mình thì mình vẫn cho em, những em đó ăn thịt cá bình thường nhưng mà từ từ mình giảm lại rồi dần dần mình hả hướng đến cái con đường đạo đức và mình cho coi như là các em ăn chay cái gì cũng phải có thời gian đúng không các bạn còn người mà giống ăn mặn mà hả còn dư lại cái mình thấy mình tiếc quá cái mình coi như là mình ăn cũng như là cái của thừa đi hen mình nói là đổ tội quá vậy các bạn còn gì chỗ nào các bạn ăn chay trường đúng không từ sáng tới chiều các bạn đã à, lại phật nè ăn chay nè từ sáng cho tới tối rồi rồi cái tối cái tự nhiên cái thấy thức ăn thịt hay gì đó không biết ha nói chung là đồ ăn mặn đi cái các bạn nói rằng là hả đổ bỏ tiếc quá thôi coi như là mình ăn cho rồi thì cái này các bạn nghĩ ra các bạn ăn chay hay ăn mặn thì các bạn đang ăn mặn đúng không đó đang ăn mặn rồi các bạn nói rằng ăn mặn có tu được không thì ăn mặn á thì dĩ nhiên là hả tu không có đắc đạo nhưng mà bước vào đường tu mà nếu như nghiêm khắc quá thì coi như không có ai tu nổi cho nên từ chỗ đó nên hả coi như những lời tiên tri những lời mà hành pháp cho để dành lại cho chúng sanh rằng là cái pháp á coi như là phải đưa chúng sanh vào gì vào cái sự nhẹ nhàng từ tốt từ từ Bây giờ nói rằng các bạn ăn chay trường nè mới tu được Nếu như các bạn không ăn chay trường là không tu được Bảo đảm luôn Coi như là 100 người là coi như là chạy chắc cũng cỡ nhiều nhiều Chắc cũng cỡ 5-60 người Hoặc là hả chạy 80 người luôn đúng không các bạn Rồi còn có 20 người hà Cho nên tại sao thầy cũng vậy Nói rằng là hả Phật tử tín đồ hay là coi như đệ tử Hả giáo chủ nói rằng là ăn chay 4 ngày đi Hoặc là ăn chay 2 ngày thậm chí đến ngày ngày giọng sốc đó ngày rằm 30 thôi rồi hả nói ăn chay 10 ngày đi đó các bạn thấy không đây là cái gì đây là những lời gọi là đưa chúng sanh vào những cái chỗ tu hành để mở phước mở cái con đường phước báo ra khi các bạn đã có con đường phước báo rồi thì lúc này các bạn coi như thấy thịt cá các bạn rất là tanh là sợ luôn thì bây giờ hỏi các bạn rằng cái người mà người ta ăn dư rồi rồi mình ăn lợi như vậy các bạn thấy nó khổ không mình ăn cái đồ thừa của người ta là mình thấy đã đau khổ rồi mà bây giờ hả các bạn không cứng cỏi thì các bạn không bao giờ mà các bạn cái sự tu hành các bạn sẽ hả đi đến cái con đường đắc đạo được hết đó là tiết già chia sẻ thôi còn cái vấn đề các bạn ăn hay đổ thì tiết già không dám nói nếu như tiết già nói rằng đổ đi tiết già sẽ gì nè sẽ mang cái tội cộng nghiệp với các bạn đó cho nên tiết già nói rằng các bạn tùy duyên mà hả cái duyên của các bạn là các bạn phải cứng cỏi trên cái con đường hành đạo tức là các bạn phải ăn chay trường cứng cỏi để cho cái người bên cạnh á người ta nhìn thấy như vậy thì hả người ta hãy dần dần người ta phải bỏ mặn chứ bây giờ các bạn cứ ăn cái đồ thừa là hả cũng như cái đồ sót lại cái đồ còn lại trong gia đình thì coi như trong nhà người ta nói trời ơi cái bà đó bà tu nó hoặc là cái chị đó chị tu vậy chứ mà hả tưởng sao bà ăn chay trường vậy đó Chứ mà coi như thịt cá còn dư cái ba tóm hết à Các bạn thấy như vậy nó mang tiếng không Hoặc là ví dụ gì Các bạn nói rằng là các bạn tu mà thấy người nào đó đang uống bia Rồi kìa thí dụ mình đang làm dọn bàn đi hen Cái thấy còn nửa lon bia cái Các bạn nói uổng quá các bạn lấy các bạn uống Như vậy có được hay không Uống hay đổ là tùy duyên các bạn đúng không Nhưng mà tiết già là dứt khóa không uống một giọt bia, không uống một giọt rượu và hạ dứt khoát tránh hết tất cả những gì thịt cá không ăn đó là cái hả cái đường tu của tiết già cứng cỏi như vậy để tiết già mới chia sẻ cùng các bạn cái đó tùy duyên các bạn nha tiết già chia sẻ thêm cái phần này cho các bạn nghe nè à, có rất nhiều bạn ở tại nhật cũng vậy hoặc là những người thân người quen với tiết già nói rằng cô ơi hoặc là chị ơi bây giờ em ăn chay không được mà em muốn tu thì em phải làm sao tiết già nói đừng lo lắng về vấn đề ăn chai mà hãy đọc kinh niệm Phật coi như sửa cái tấm của mình rồi tịnh tâm rồi các bạn có biết rằng là những bạn đó bây giờ hả coi như dần dần một tuần ăn chay được 3 ngày rồi các bạn nó nói cô ơi bây giờ tự nhiên sao con ăn chay ngon quá đó các bạn thấy không? Nếu như mà lần đầu tiên mà nói rằng là à, bây giờ tu là dứt khoát phải ăn chay trường thì hả bạn ấy sẽ thôi đi cô ơi con ăn làm sao nổi rồi chạy hết làm sao? Đó, đó là cái cách để hướng dẫn cho các bạn tu nó dễ dàng chứ không phải là vấn đề tu mà được phép ăn mặn nha các bạn. Bây giờ các bạn ăn mặn nè, thì bây giờ hả có những người mà giống như là người ta giàu tỷ phú, người ta ăn mặn không có sao hết, cái phước báo người ta quá lớn còn mình là coi như nghèo là biết mình thiếu phước rồi thì người tu hành phải trừ nghiệp chướng thì bây giờ các bạn ăn sao nè ăn sao cũng được hết nha các bạn ăn tôm ăn cua ăn cái gì cũng được uống bi uống rượu coi như các bạn là ăn thoải mái luôn đi hen nhưng mà các bạn cái cách nào để trừ nghiệp chướng nếu như các bạn không còn nghiệp chướng trên trần gian nữa thì các bạn ăn uống hơi thoải mái bởi vì sao cái ăn uống là để nuôi sát phàm chứ không phải là cái ăn uống gọi là tu đó tại sao mà mình ăn coi như là đậu hũ tức là mình ăn thanh tịnh mình ăn giống nó nhẹ nhàng nó không có tanh hôi nó đưa vào cái xác phàm của mình để làm chi vậy để cho ma quỷ nó nhìn thấy mà giống như là nó tránh xa tức là hạ trừ được nghiệp chướng đó, tiết già nói rõ ràng để các bạn cũng như biết mà các bạn tùy duyên mà các bạn coi như là hành đạo nha, chứ coi như tiết già chỉ học và chia sẻ thôi, chứ còn nói về quyết định á là tiết già quyết định dứt khoát, người tu là phải ăn chay trường. Đó, nếu mà nói như vậy các bạn chắc chắn 100% các bạn chạy hết luôn Chỉ còn lại những người nào mà đủ duyên thì coi như là hả sẽ dừng lại và hả tiếp tục tu Còn nếu như mà không đủ duyên thì sẽ chạy trước đúng không các bạn Bây giờ các bạn ăn làm sao nè, trừ được nghiệp chướng trên trần gian đừng có để ma quỷ coi như nó len lỏi tới nó hại cái cuộc đời của mình khổ đau các bạn thấy hạnh phúc là được chừng nào các bạn tu mà các bạn nói gì nè tôi dạo này tôi rất hạnh phúc tôi rất vui vẻ con cái tôi ngoan ngoãn thì cái này các bạn ăn cái gì cũng được đúng không rồi bây giờ tiết già chỉ chia sẻ cho những bạn nào đau khổ thì các bạn tập ăn chay chứ không phải đây là nói rằng là tu là được phép ăn mặn đó là tiết già nói rất là rõ ràng rồi thì người á, tu hành là mình phải hạ đoạn trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an thân nếu như mình không trừ nghiệp chướng với bốn ma thì làm sao mà mình an thân được mà bốn ma là cái gì vậy bốn ma là coi như là tủ sắc tài khí đó làm sao các bạn tránh được tránh được bốn cái con ma này mới gọi là các bạn bạn muốn ăn cái gì cũng được hết thì người làm sao các bạn tránh được cái chữ tài nè đó cái chữ tài là nó khó tránh nhất nè thí dụ như ai đó đưa tiền mình tự nhiên người ta bất chợt người ta lợi người ta đưa tiền mình nói cô tiếc ơi à, thấy cô tu dễ thương quá à, à đưa cô trăm triệu hành đạo nè cô cái bắt đầu mình thò tay mình cầm đó các bạn thấy không mình cầm xong rồi hả mình cầm mình làm gì mình đi hành đạo không mình đi hành đạo xong mình lấy tiền đó mình đổ xăng mình xe xua hay mình làm gì sai trái các bạn biết không rồi cái tự dưng cái là mình đi con đường gì ma đạo nó dẫn dắt mình tại sao mà tủ sắt tài khí coi như là bốn cái con ma này mình phải giữ mà bây giờ nếu như mình hả cảm thấy mình cứng rắn để giữ được thì mình ăn cái gì cũng được hết còn nếu như người nào không giữ được bốn con ma này thì phải trường chay nó phải trường chay thì mới giữ được bốn con ma này được nó coi như giữ không cho nó tới đó các bạn đó thì bây giờ mình phải trường chay đó các bạn thấy không thì bây giờ nếu như mình nói à, bây giờ tu là dứt khoát phải trường chay nha thì có những bạn trường chay được và có những bạn không trường chay được thì bây giờ mình cũng như là mình phải cũng như là giống như gồng gánh đi, mình dùng cái chữ gồng gánh đi, cũng như bạn nào ăn chay được á, ăn chay trường được thì các bạn gồng gánh cho những bạn nào chưa ăn chay được thì gồng gánh tức là các bạn phải chờ đợi chờ đợi cho cái bạn kia chưa ăn chay được đúng không để tất cả chúng ta cùng nhau hành đạo chứ bây giờ nếu như mà khó khăn quá rồi làm sao mà các bạn tu được cho nên các bạn yên tâm nha đừng lo vấn đề ăn chay hay ăn mặn các bạn ăn mặn bình thường khi các bạn bước vào con đường đạo rồi từ từ các bạn sẽ ăn chay trường được các bạn không có còn mà ngại gì hết rồi quay lại vấn đề mà nói rằng là bây giờ là hả thấy đồ ăn như vậy á là hả dư rồi tiếc quá ăn đó các bạn làm như vậy hoài rồi hả các bạn không bao giờ độ được cái người mà ăn mặn luôn nữa. Đó các bạn dứt khoát nói rằng là hả coi như là bây giờ tôi ăn chay trường nè. Ai ăn thịt kệ ai, ai làm gì kệ ai. Ai muốn ăn muốn đổ gì kệ người ta. Cái người đó coi như chịu cái trách nhiệm của cái thức ăn đó chứ không phải tôi chịu trách nhiệm thức ăn đó bởi vì sao tôi đã ăn chay trường rồi đó các bạn phải cứng cỏi trên cái con đường đạo chứ bây giờ coi như là ma chướng nó canh dập nhiều ở ngoài đường luôn đó các bạn nó tiết già học thì biết nhiêu chia sẻ cùng các bạn nhiêu thôi nếu như mà hả các bạn biết rằng là tủ sắc này á là coi như tủ mà nhiễm vào thân thể tức là bất An. Các bạn thấy không khi mà uống rượu vô rồi là thân thể làm sao mà an được Rồi sắc mến nó là ngày kia đau khổ Ta nghiệm xét từ đời bàn cổ Ở Từ đời bàn cổ là từ đời nào vậy Từ đời thủy thổ loài người Là người đầu tiên xuất thế gian mà đến thế gian để làm vua đó các bạn đó là nói về bàn tổ nó thì bây giờ mình nói rằng là hả mà đời nay theo nó liên miên là ai theo nó liên miên vậy chữ tài của khổ riêng một kiếp đó, các bạn thấy không con ma này là con ma gì con ma tài nó coi như nó theo mình liên miên khổ coi như là riêng một kiếp các bạn nói tại sao chữ tài mà nó khổ riêng một kiếp vậy nó đơn giản lắm các bạn ơi nó có những cái vụ trái mà trái lớn đó các bạn thấy không đó là phải khổ nguyên kiếp không dồn hết tài sản mượn ngân hàng tất cả những gì rồi xong rồi hả mở ra cái karaoke quán bar gì không biết nữa thật là lớn chưa kịp khai trương hoặc đã khai trương rồi cái nó cháy cái bùm cái hết trơn luôn rồi các bạn thấy không rồi hả bắt đầu mình mắc nợ hoặc là mình đi vô tù tội mình ở có phải là cái chữ tài này coi như là nó làm cho cuộc đời mình ha, khổ nguyên một cái kiếp xanh trên cái cõi ta bà không đó rồi coi như là hả chữ tài này nếu mình tránh được tức là con ma tài là con ma tiền nó theo nó quyến rũ mình nó ai mà thấy tiền mà không ham các bạn thấy không nhưng mà cái đồng tiền là chừng nào có cái mồ hôi nước mắt của mình không biết các bạn làm gì không biết các bạn có thể làm diễn viên điện ảnh hay các bạn làm giáo sư hay các bạn làm kỹ sư bác sĩ hay các bạn lao động các bạn làm gì cũng được miễn sao các bạn có cái chữ làm ở trong đó là các bạn hưởng được nha các bạn không có sao thí già xin chia sẻ thêm về à, vấn đề coi như trần thế hiện tại bây giờ là các bạn có biết rằng là khắp lê thứ là biến di thương hại hải là biển đó nha các bạn biển là ngập tràn là nước dân đó các bạn dùng phép màu mà lặp lại thượng nguyên nó kẻ tà gian sao bị lửa thiêu người tu niệm sống đời thượng cổ đó các bạn thấy giờ bắt đầu lửa chưa tiết già lửa là tiết già nói lâu lắm rồi nước tiết già cũng nói lâu lắm rồi mà bây giờ từ từ là lửa với nước nó dân Nước nó dân còn lửa nó thiêu Đó cái cuộc lao lý này là Tại sao mà nó đến với trần thế vậy Tức là chữ khí hùng khuyên chớ có ham Nó mà lao lý coi như tấm thân trần thế Bốn con ma trần thế này là tủ sắc tài khí mình phải tránh xa đó mình tránh xa coi như là hạ tủ sắc tài khí thì mình phải ăn chay trường nó ăn chay trường coi như là mới diệt được dục dục đây là dục tham vọng quá cao rồi giờ mình hả đưa những cái gì những cái tanh hôi vào cái xác phàm của mình rồi hỏi các bạn làm sao mà các bạn được trừ được nghiệp chướng trên trần gian đó là tiết già chia sẻ thật sự thôi để cho các bạn nào giống như là chưa ăn chay được thì các bạn cứ tập ăn chay đi, rồi các bạn sẽ thấy rằng hả coi như là đoạn trừ được nghiệp chướng. Tại sao ăn chay mà đoạn trừ được nghiệp chướng? Ăn chay không phải là tu mà tại sao đoạn trừ được nghiệp chướng? Là bởi vì khi các bạn ăn chay rồi các bạn đưa những cái thực phẩm vô, những cái thân xác phàm này là hả đưa những cái gì? Đưa những cái thanh khí, à, thanh đạm là đưa vào người những cái lành hả mạnh còn các bạn ăn thịt tức là các bạn đưa gì dương khí nó vào trong người quá mà khi nó không hòa hợp rồi trong khi các bạn nóng giận các bạn làm việc sai trái nó chứ không phải là cái vấn đề mà các bạn ăn thịt mà là sai đó các bạn thấy không nếu các bạn ăn thịt mà các bạn cứ ngồi nam mô di đà phật nam mô di đà phật tiền tôi không lấy đâu tiền tôi không lấy đâu tôi tự làm tôi sống được nó ơi tôi không có cất nhà lầu đâu nhà tôi làm sao tôi ở như vậy xe hơi tôi không chịu đâu có người nào mà giống như ăn thịt mà đừng bao giờ mà hả ham nhà lầu xe hơi hoặc là hả coi như là Uh, ham tất cả những gì tài sắc trên trần gian không các bạn đúng không, đó từ chỗ đó Tiết Già chia sẻ, các bạn yên tâm tức là mình đã coi như bước vào đường tu rồi thì dứt mình phải ăn chay trường được chứ không phải là ăn liền một lúc nha các bạn nói Tiết giờ xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng ăn chay trường được để coi như là đoạn trừ được cái nghiệp chướng trên trần gian bởi vì cái nghiệp của mình quá nặng cho nên mình phải thanh lọc bằng hả có cái con đường mà gọi là đạo đức trường chay video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo